Xin chào các bạn. Sau khi quyết định rút quân khỏi thành phố Kherson và các khu vực bờ Tây sông Dnieper lân cận hôm 9 tháng 11, đến ngày 11 tháng 11, quân đội Nga đã di chuyển khoảng 30.000 binh sĩ và gần 5.000 đơn vị khí tài mà không chịu tổn thất nào. Ngay sau đó, dù chịu thương vong do các đợt pháo kích chặn hậu của Nga, lực lượng Ukraine vẫn đã tiến đến và tái kiểm soát các khu vực này, bao gồm cả thành phố Kherson. Hành động rút quân của các chỉ huy Nga dấy lên nhiều nghi vấn về việc Nga chỉ đang thực hiện bước đi quân sự đơn thuần nhằm bảo toàn lực lượng hay đang giăng bẫy Ukraine tại đây, hay có một thỏa thuận nào đó giữa Nga và Mỹ. Cho đến nay, những động thái tiếp theo từ phía Nga lại càng kỳ lạ hơn nữa khi quân đội Nga đang tiếp tục rút lui khỏi những khu vực quan trọng tại Kherson, ven bờ đông sông Dnieper. Mới đây, hãng tin Reuters đưa tin, các công chức chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Nova Kakhovka, thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Kherson, cũng đã rời đi cùng với hàng ngàn cư dân. Thành phố Nova Kakhovka nằm trên bờ đông của sông Dnieper, cạnh con đập thủy điện khổng lồ Kakhovka mà cả Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau tiến hành các cuộc pháo kích phá hoại. Nó còn tiếp giáp với thị trấn Taprik ở cửa kênh Bắc Crimea, một vùng cung cấp nước ngọt quan trọng cho bán đảo Crimea. Chính quyền Nova Kakhovka cho biết, sau ngày 11 tháng 11, khi quân đội Nga được lệnh rút khỏi hữu ngạn của sông Dnieper ở Kherson, Nova Kakhovka bị pháo và súng cối cỡ nòng lớn của lực lượng vũ trang Ukraine bắn trực tiếp, buộc tất cả phải di rời đến những nơi an toàn trong khu vực. Đây cũng là tình hình chung khi các lực lượng Nga đã rút lui khoảng 40% khu vực Kherson nằm trên bờ Tây sông Dnieper. Cục diện hai bên đang đối mặt nhau qua con sông này. Nga đã yêu cầu những người dân rời khỏi khu vực này của tỉnh Kherson trong phạm vi 15 km từ bờ đông sông Dnieper để tránh hỏa lực từ bên kia sông. Không chỉ Nova Kakhovka, nhưng hình ảnh mới đây cũng dường như cho thấy quân đội Nga đã rời thị trấn Oski nằm đối diện trực tiếp với thành phố Kherson qua sông Dnieper. Tuy nhiên, không một quan chức cấp cao nào của phương Tây nói rằng Nga đang thất thế tại Kherson. Trái lại, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, sau khi Nga rút quân, lực lượng Ukraine tiến vào thành phố Kherson sẽ đối mặt với những ngày tháng khó khăn phía trước. Tổng thư ký NATO đánh giá, chúng ta không nên phạm sai lầm vì đánh giá thấp Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Nga vẫn có khả năng đáng kể cũng như lực lượng lớn. Đối với giới phân tích, Nga đang thực sự nguy hiểm bởi biết chấp nhận hy sinh một thành quả ban đầu để đạt được mục tiêu lớn hơn. Đối với các chuyên gia quân sự, sự hủy diệt của quân đội Nga tại thành phố Kherson khi bị chia cắt từ phía sau bởi một hàng rào nước, nếu quân Ukraine phá hủy tất cả các con đường vượt sông là không thể tránh khỏi. Cách duy nhất để cứu người lính và duy trì lực lượng là rút quân về tả ngạn Dnieper mà tướng Surovikin đã làm. Việc rời khỏi bờ phải của Dnieper để thiết lập tuyến phòng thủ ở bờ trái là một vấn đề quân sự thông thường. Đồng thời, với quyết định di tản dân xa hơn nữa sẽ tạo cho Nga một vùng xám, nơi các lực lượng Nga có thể tận dụng ưu thế hỏa lực tối đa của mình nếu quân đội Ukraine có thực hiện các cuộc vượt sông đổ bộ. Điều này rõ ràng tạo ra ưu thế phòng thủ cho Nga, nhất là Ukraine không còn lực lượng không quân để yểm trợ của đổ bộ. Và dường như sẽ làm chùn chân mọi kế hoạch của Ukraine tại đây, buộc Ukraine phải tập trung vào mặt trận khác. Bên cạnh đó, ngay cả khi các lực lượng Nga đã rút sang bờ đối diện, họ vẫn có thể bắn đạn pháo qua con sông để tấn công các lực lượng đối phương nếu quân đội Ukraine cố gắng thiết lập các cứ điểm bên trong thành phố Kherson. Không những vậy, điều lo lắng hơn cả các chuyên gia tình báo NATO, từ các nhà phân tích đến các tướng lĩnh đã nghỉ hưu, nghi ngờ về việc Nga thực sự bỏ Kherson. Hầu hết đều cho rằng đó là một cái bẫy phức tạp, một hoạt động lừa dối quy mô. Hay theo Pepe Escobar, một nhà báo và nhà phân tích địa chính trị người Brazil tin rằng, người Nga ra đi là để quay trở lại sau khi đã ổn định chiến tuyến và tiếp đó họ sẽ cố gắng phi quân sự hóa quân đội này của Ukraine thông qua đàm phán hoặc ném bom giải thảm để hủy diệt trước khi quay trở lại thành phố Kherson. Hiện Nga đang tái tổ chức các lực lượng rút từ Kherson đến mặt trận miền Đông, nơi mà theo các giới phân tích, mục tiêu tối thiểu của Nga trong giai đoạn này là kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass. Tình hình trên thực tế cho thấy, các lực lượng Nga tại đây đang hàng ngày đạt được những bước tiến, dù chậm nhưng rất chắc chắn. Các cuộc tiến công của Nga tại đây theo chiến thuật sử dụng pháo binh và sức mạnh không quân nhắm vào các vị trí phòng thủ của Ukraine, làm mềm chiến trường, sau đó các đơn vị bộ binh sẽ thực hiện tiến chiếm chúng. Mục tiêu hàng đầu sẽ là hai thành phố Bakhmut và Avdiivka, sau đó sẽ là hai thành phố quan trọng khác là Sloviansk và Kramatorsk để có thể kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk. Trong khi tại Lugansk, khu vực Nga đã kiểm soát 100% từ hồi tháng 7, lực lượng Ukraine lại đang đẩy mạnh chiếm lại Svatov và Kremina ở rìa phía tây của khu vực. Vì vậy, cuộc chiến ác liệt đã lại quay trở lại Donbass, nơi Nga có lợi thế hơn nhiều. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên ấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.